cứ làm mình cứ làm từng bước một ha. À, ở đây mình có cái này là rồi các bạn sẽ thấy là đây là mức độ hiểu, mức độ vận dụng. Rồi ở đây á là mức độ hiểu, mức độ vận dụng. Rồi ở đây nó là cái mức độ hiểu, hiểu cái cách mà mình nắm thôi chưa? Thì thông thường đó là trong trường hợp đó, nếu như mà nội dung chỗ này mình ít đó, mà cái chỗ này cái số câu mình nhiều quá thì lúc đó mình có thể gia tăng cái chỗ này. Ví dụ như là mình có thể là hai câu hiểu hay là ba câu vận dụng là hiểu. Và trong trường hợp ở đây nội dung của mình nhiều đó thì thôi mình có thể bổ sung câu. Nhưng mà thông thường là tôi thích nội dung nhiều. Tại sao tôi thích nội dung nhiều là lý do là bởi vì cái thế mạnh của trắc nghiệm chính là bao phủ nội dung. Thế mạnh của trắc nghiệm là bao phủ nội dung, nên là nội dung càng nhiều thì mình giá càng ok, chứ không phải gì. Mình càng dễ thiết kế cái câu trắc nghiệm nó phong phú. Cho nên mình đừng có sợ nội dung nhiều, đúng không? Nội dung càng nhiều là các bạn sẽ thấy là kinh nghiệm thiết kế cái câu trắc nghiệm nó càng nhiều. Hiểu được không? Rồi sau đó là bắt đầu là mình mới cộng dồn lại. Ví dụ như là cái cột đầu tiên này đó là mình cộng dồn đó, mình cộng dồn thì mình sẽ lấy là sao? Có một à, đúng không? Rồi ở đây á, mình cộng dồn sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20 cầu. Sao thế? Rồi, 20 cầu. Rồi ở đây là mà đến trên dưới ha, 2 là 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 không? Thì đếm là 14 á, các bạn đếm đúng không? 14. Đúng không? Rồi bây giờ mình mới bắt đầu đó, mình ngồi đó, mình phù phép với cái này. Đúng không? À, mình phù phép. Thì các bạn sẽ để ý đó, thấy là thực ra đó, là cái ranh giới giữa nhớ và hiểu. Nó bây giờ nó rõ ràng trong cái chuyện này đó, đúng không? Cho nên các bạn sẽ di chuyển bớt cái số câu qua bên này, 5 câu. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ cân nhắc là các bạn có thể là các bạn sẽ thấy là gì? Đây là 20, đây là 14 và đây là 1 là nó quá nhiều. Cho nên bây giờ các bạn sẽ cân nhắc là các bạn sao? Bỏ bớt nội dung. Đúng không? Chứ ngay từ đầu đó là tâm lý mình mà bỏ nội dung đó, mình sợ là cái chữ của đó nó quan trọng mà mình không có đánh giá thì nào mấy ha, cho nên những cái nội dung nào đưa ra cho bạn từng câu. Cho nên nó nói thiệt là cái quá trình này nó là cái quá trình cho nhiều kinh nghiệm mình làm, chứ không bao giờ mà các bạn thấy à, người ta làm cái hồ sơ người ta nộp cho thanh tra đó làm cái đen một phát là một phát một là ra là không có cái chuyện đó. Thấy chưa, không? Đó là một. Cái thứ hai nữa là trong thực tế đó, là có nhiều thầy cô đó rất sợ làm cái bài đề, cho nên họ sẽ làm một cái quy trình thường, tức là ra cái đề trước. Đúng không? Để ra cái đề trước, là từ cái đề đó đến họ cho vô là cái màn hình đề. Thì lúc nào thanh tra dòm thì cái đề, tại vì mấy ông bà thanh tra là không cần biết giữa cái nội dung với cái đề thấp nhoi không, chỉ cần biết là nó có là được. Thấy chưa, không? Chỉ cần biết là nó có là được. Cho nên nhiều giáo viên họ lắp bằng cách là họ sẽ tiết kiệm đề trước rồi sau đó là cái màn đề sau. Tuy nhiên đó là cái cách chúng ta không nên làm. Không nên làm là bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta vô hình dung đó là có thể dẫn tới cái việc là cái đề chúng ta không bảo đảm những yêu cầu từ đề, mà trong đó cái quan trọng nhất là cái tính giá trị và cái tính năng của cái đề. Đó, tại vì khi mình cho ra đề có thể là mình rất là cảm tính, mình không có biết chỗ nào là quan trọng hết, đúng không? Đó là mình đưa lên cái màn hình đề đẹp, nhưng mà thực ra cái đề nó không có đo lường được những cái mình cần đo, hay là nó không đánh giá được đúng những cái mình cần, đúng không? Cho nên bao giờ mình cũng làm được trên đề mình làm sư. Thì khi cái năm đầu mình đi giải được 1-2 năm đầu có thể mình làm được kinh, nhưng mà đừng những năm sau là sao? Cũng chỉ là cuốn sách thôi, có nhiều người dạy cuốn sách là 10 năm, 20 năm cũng như đó thôi, đúng không? Mình chỉ điều chỉnh là chút thôi, nhưng mà lúc nào cũng có cái mặt quy định. Khi mình có cái mindset để cái cột
kiểu gì cái này cần làm để bảo vệ. Nhưng mà cái cột bên này nó rất là đúng không? Cho nên các bạn sướng hơn giáo viên đại học cái chỗ đó là nhiều lúc các bạn dạy cuốn sách các bạn có thể dạy 10 năm đúng không? Chứ còn tôi nhiều lúc cái môn á có những môn tôi phải dạy đúng một lần ha, soạn giáo trình 6 tháng hay 8 tháng mới ra được một cái bài ạ. Nhiều lúc dạy đúng lần cả cuộc đời mà dạy vậy đúng không? Hay nhiều lúc là trên đại học là nhiều lúc cái đổi liên tục, hay nhiều lúc là người ta muốn mình dạy cái này thì mình cũng dạy theo người ta. Cái hồi cái hồi đó cái lớp của các bạn vui lắm, hồi đó cái cô Kim Anh mình muốn thì bỏ đi cả thì bỏ nhát trước nha, thì bỏ nhát trước này bạn mình muốn là bạn mình xấu ở đây đó là mình có bạn nhân 7 nhân 8 nhân 9 thì bây giờ đi cái lớp nhân 7 đi đúng không, thì cái này thôi. Nhưng mà thực ra đó là sau này chúng ta sẽ thấy là những cái này đang thành vấn đề ha. Tại vì mình có cái đánh giá các đôi á, rồi sau đó thì mình mới để ý tiếp theo ha, mình để ý tiếp theo thì hẳn như là tôi có cái cách tạo tình huống đúng không, tạo tình huống thì bây giờ mình giữ lại cái tạo tình huống thôi, những cái tạo tình huống khác nó tương tự đúng không như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như là mình giữ cứ cái tạo tình huống nhưng xấu đi thì bây giờ mình bỏ đi cái tạo tình huống mình bỏ đi cái tạo tình huống sao thì bạn vì cái tư duy nó giống nhau thôi đúng không, cho nên mình sử dụng tình huống rồi ý như này đó thì mình có thể giữ tình huống là nhân 7 đi đúng không, này nhân 7 thì ở đây mình bỏ đi cái tình huống là nhân 8, ở đây mình bỏ đi cái tạo tình huống là nhân 9, mình giống nhau đúng không. Rồi cái việc là áp dụng một bài toán để vào cái bài toán thực tế thì nó cũng đang nói giống nhau, cho nên ở đây mình có thể là mình sẽ ví dụ như mình giữ lại cái nhân 6 đi đúng không, thì đây mình bỏ đi cái 4 rồi mình bỏ đi cái 3 rồi ở đây ha, mọi người là mình bỏ đi khá nhiều. Tức là mỗi cái loại bài toán đó mình chỉ giữ lại cái thôi. Rồi tới tiên số 7, số 8 đúng không? Đó, thì có thể tạo tình huống số 7 rồi mình giữ lại thực tế cái này, cho nên mình bỏ đi thực tế này đi. Rồi cái bài toán đếm thêm mấy đó thì nó cũng giống nhau đúng không? Cho nên là phải bỏ đi cái việc là số thôi. Rồi các bạn sẽ thấy là cái hình thành hình vẽ 8 có rồi thì số 7 là mình cũng được đúng không? Rồi đến thêm 7 có rồi thì đến thêm 8 thì mình cũng được. Rồi sao tự nhiên cái số 7 này là nhiều thứ thế ha? Đến thêm 8 thì mình bỏ đến thêm 7 đi đúng không? Rồi ví dụ như thế đấy ha, ví dụ như thế thì lúc đó đó các bạn sẽ đếm xuống á thì các bạn sẽ thấy là cái này nó giảm đi bớt. Tôi nói cho cái quy trình thôi, rồi tối nay về thì chỉnh lại rồi thì sẽ gửi cho mấy em ha. Bây giờ để thay đổi quy trình. Như vậy khi mà mấy em bỏ bớt cái chỗ này đó thì lúc đó cái chỗ này của mình sẽ thay đổi. Rồi sau đó em sẽ thấy cái gì thiếu á, em chọn những cái nào dễ em đặt qua bên đây. Đúng là mang cái lại qua để bảo đảm đó là bên này đúng số 6, bên này đúng 8 câu và bên này đúng 6 câu. Hình như là không. Rồi sau đó rồi đó, khi mà cái bảng này ổn định rồi, thì bắt đầu các bạn sẽ chép cái này. À, các bạn tương C. Rồi các bạn đưa xuống cái bảng đặt tả từ đây,
Rồi trong cái bài học từ tuần này đó thì thông thường đó nó chỉ có 4 câu thôi. À, cái ví dụ này cho đây là 4 câu. Đúng không? Thì trong 4 câu này để ý đó là đối với cái từ vựng mà khi kết hợp với trắc nghiệm thì đừng có xài cái mức nhớ làm gì, nó rất là phí. Mà chủ yếu là tập trung vào cái giải quyết vấn đề, tức là vận dụng thôi. Cho nên có thể là 4 câu này vận dụng, hay là cùng lắm hết mình có thể là cho 2 câu này hiểu, 2 câu này vận dụng. Hay là mình có thể cho là 1 câu hiểu và 3 câu là tốt nhất ha. Nhưng mà thông thường là ở phần học của mình sẽ cho cái này 2 câu này cho 2 câu. Đúng nhé, cho cái này cái tỷ lệ cái này là quyết định được, có 4 câu thôi. Cho đây là 50%. Được không? Nhưng mà mình phải xác định cái này trước ha. Rồi sau đó mình mới một khoảng nội dung. Như vậy thì với cái từ vựng này thì mình thấy là gì? Những cái gì mà mình hiểu đó là mình bỏ bớt. Ví dụ như các bạn mình cũng cần vô cái từ vựng làm gì hết. Đúng chưa? Đó, rồi cái hình thành của từ vựng vậy đó. Các đếm đồ mấy cái này mình cũng cần. Đó, đúng không? Mình bỏ bớt hết đâu. Mình chỉ giữ lại mấy cái gì mà nó có thể áp dụng này. Đó, hay là mấy cái tạo tình huống đó là mình giữ lại. Đúng không? Như vậy thì mình xóa bớt thì cái phần nội dung để cho tự của mình rất là ít và mình biết là tập trung vào cái gì thì mình làm gì hả? Nhớ không? À. Rồi nó còn một cái chuyện nữa đó, tức là một số thầy cô đó lại cho tôi biết là ở trường của em á thì để cái nội dung này nè, để cái nội dung này không phải đi theo từng bài, để nội dung này em không có để theo từng bài mà trường em á bắt buộc là phải để theo cái mặt kiến thức. Thì em phải mặt kiến thức. Thì cái mặt kiến thức ở đâu? Cái mặt kiến thức đó là trong cái chương trình quy định của bộ để bắt đầu. Thì nó nói là trong cái chương trình toán tiểu học thì chúng ta sẽ có mấy mặt kiến thức sau đây. Thì lúc đó mình tìm vào đó để lấy ra. Thì nói nôm na nó làm gì đó, tức là trong cái chương trình toán tiểu học thì nó có mấy cái mặt kiến thức là cái thứ nhất là số và cách tính là một mặt kiến thức ha, là số và cách tính. Cái thứ hai là hình học và đo lường. Và cái thứ ba tức là thống kê. Ba thứ thôi. Cái thứ nhất là số và cách tính, cái thứ hai là hình học đo lường và cái thứ ba là thống kê. Thì trong trường hợp đó, đó nếu như mà nhà quản lý đó yêu cầu là cái nội dung này phải sắp xếp theo các mặt kiến thức đó thì sao? Tức là mình chép nguyên cái này xuống thành cái bảng ở dưới để bắt đầu mình sắp xếp lại các mặt kiến thức. Ví dụ những cái bài này như bảng nhân 3, bảng nhân 4, bảng nhân 6 vân vân đó, nó đều nằm trong cái phần số học và tính toán. Còn cái bài milimet đó thì nằm trong cái phần đo lường. Thế mình sắp xếp lại theo đúng cái thứ tự vậy thôi, còn bài làm cái gì đó. Đó, cái này thầy sắp xếp là cái đúng thứ tự này. Đó, số và các tính thì cho hết tất cả những cái bảng nhìn của đây ha, như vậy là rồi đến cái phần hình học và đo lường thì hai cái bài này thôi, nhớ không? Ở trong cái phần này đánh giá thì nó không có thống kê, nó không có thống kê cho nên nó mới đưa vô thôi, đúng không? Đó, tức là có một số nơi họ sẽ yêu cầu sắp xếp theo cái bảng nhìn. Thì theo thầy tính chừng mà khi mình làm việc thì mình cần, còn làm cái bài này thì thầy nghĩ là mình gặp một cách thôi, tức là cứ theo bài cho nó gì ha, theo bài cho nó gì thì nhớ được không? Đó, rồi như vậy cho nên mình quay cái tập này ha, quay cái tập này. Rồi bây giờ cái phần kế tiếp đó là mình sẽ thiết kế cái câu hỏi. Bây giờ bắt đầu mình đi vô làm cái nào để mình thiết kế cái này. Đúng nhỉ? Rồi cái này thì tối thứ ba thì sẽ dạy cho mẹ cái phần làm thế nào để mình thiết kế những cái câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Tập đi vào cái phần. Như vậy bạn có hình dung được chưa? Rồi như vậy từ đây tối thứ hai là người cố gắng ở nhà làm cho mình xong thì cái này là ok. Đúng không? Thì trong cái này mọi người rút kinh nghiệm là gì? Nó chỉ lâu nhất là cái đoạn nào thôi. Lâu nhất là cái đoạn nào đó. Đầu tiên á. Phần này đó là lâu nhất thôi. Còn ra những cái này rồi mình cứ cần đơn C, cần đơn B, rồi bỏ bớt, rồi cần đơn C, cần đơn B, rồi bỏ bớt, rồi bỏ bớt. Đó, nhớ được không? Cái này là gì chị? Cái này là... Nhớ được không? Thì cái cách làm, căn bản đấy nhé, thì nó sẽ là như vậy. Cách làm như vậy, cái thứ nhất đó, nó bảo đảm được, nó bảo đảm được, nó bảo đảm cái đơn giá gì. Cách làm